trong cái bộ sưu tập về chân dung các nhà vua Việt Nam mà tôi đã vẽ rất nhiều nhà vua trong lịch sử đi qua. Và hôm nay trong một đêm cảm xúc tôi đã trỗi dậy và tôi đã vẽ được cái chân dung của hoàng đế Mạc Đế. Đây là vị vua thời khoảng 713 và 722. Thì trong quá trình vẽ này tôi cũng đem hết sức và tâm thức chảy ra từ cái nguồn sâu thẳm bên trong, với cái lòng thành là kính yêu, tôn trọng và tri ân các bậc vua chúa lịch sử Việt Nam là những bậc hùng anh và để lại cho những cái chiến tích và chiến công của ngài, những người anh hùng và đã liệt quanh vì trong cái khí tiết của ngài muôn đời ghi nhớ. Và bức vẽ đã hoàn thành trong thời gian ngắn trong quá trình cảm xúc trỗi dậy của tôi với lòng thành tri ân cội nguồn. Hôm nay vua Mai Hắc Đế được trao tặng lại cho hậu vệ của họ Mai, đó là Mai Thanh Hải, là một trong những nhà khoa học và cũng đã từng và có nhiều cái tâm huyết với những cái cội nguồn và sự nghiên cứu khám phá về lịch sử của dân tộc. Vì vậy hôm nay là xin giao cái tác phẩm bằng những cái nguyện vọng của mình để kính dâng lên cho vua Mai Hắc Đế để xin gửi tặng. Tôi thay mặt cho dòng họ Mai xin chân thành cảm ơn họa sĩ kỳ tài của Việt Nam và cũng là họa sĩ có 102 trên thế giới. Tại Bồ Tát, tôi đã khởi lên một cái ý niệm là có cái nhân duyên với họa sĩ kỳ tài Đoàn Việt Tiến rất từ lâu, và cũng đề xuất một cái tâm nguyện nhờ họa sĩ dành cái lúc nào thư thái nhất, bình tĩnh nhất và trí tuệ nhất để dựng lại bức chân dung của Đức Hoàng đế Mai Hắc Đế. Để thay mặt dòng họ Mai, tất cả các cái tỉnh thành trong cả nước cũng như ngoài nước, chân thành cảm ơn sự đóng góp rất to lớn đối với đất nước nói chung và dòng họ chúng tôi nói riêng của danh họa Đoàn Việt Tiến. Và chúng tôi rất mong anh sẽ có những đóng góp lớn hơn để phục chế lại tất cả cái chân dung của Đức Vua Hùng. Sau này những đóng góp đó thì chúng tôi cũng rất mong dòng họ trong cả nước, trong đó có dòng họ Mai, sẽ vinh danh và luôn luôn ngưỡng vệ tài năng mà có 102 của họa sĩ Đoàn Việt Tiến. Chúng tôi cũng rất là vui mừng thay mặt dòng họ hậu duệ của con cháu họ Mai chúc mừng họa sĩ Đoàn Việt Tiến không những được giải thưởng UNESCO của thế giới mà ông đã vinh danh là một cái tiến sĩ danh dự của giải thưởng, và sắp tới sẽ có những đóng góp to lớn hơn không những ở Việt Nam và ở các nước ở trên thế giới. Thay mặt dòng họ bắt tay một lần nữa với họa sĩ kỳ tài Đoàn Việt Tiến trước ảnh của cụ Mai Hắc Đế.